Trong thời gian điều trị bệnh, người bệnh không chỉ phải trải qua những nỗi đau về mặt thể xác, mà họ còn phải vượt qua những suy nghĩ tiêu cực về mặt tinh thần. Để giúp những sinh viên y khoa thấu hiểu và đồng cảm với những gì mà bệnh nhân phải đối mặt, thì mới đây, một bộ quần áo đặc biệt đã được thiết kế tại Ba Lan nhằm mang lại những hiệu quả tích cực cho những bác sĩ tương lai. Theo đó, các sinh viên y khoa thuộc trường Đại học Lublin tại Ba Lan sẽ lần lượt được tham gia trải nghiệm thực tế. Chỉ cần khoác lên mình bộ đồ đặc biệt được thiết kế giống như những gì mà người bệnh phải trải qua, các sinh viên có thể cảm nhận được những nỗi đau và khó khăn mà một bệnh nhân phải hàng ngày đối mặt. Tại đây, một sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Lublin đã có những khoảng thời gian đáng quý khi cô đóng vai một bệnh nhân cao tuổi. Đây quả thật là một bộ đồ thần kỳ. Nó giúp tôi hiểu được tại sao những bệnh nhân cao tuổi mắc phải những căn bệnh như thấp khớp lại gặp khó khăn nhiều trong việc di chuyển. Các giáo sư tại trường đại học cũng cho hay, mục đích của trải nghiệm này không chỉ nhằm cung cấp cho bệnh nhân những dịch vụ chăm sóc tốt nhất, mà còn góp phần cải thiện mối quan hệ giữa bác sĩ và người bệnh. Điều quan trọng nhất, làm sao để một bác sĩ có được niềm tin từ phía bệnh nhân và từ đó có thể tiếp thêm cho họ sức mạnh để vượt qua căn bệnh. Trải nghiệm thực tế được tổ chức tại trung tâm y tế với các trang thiết bị đặc biệt giống như một bệnh viện thực sự đã thu hút rất nhiều sinh viên y khoa trong phạm vi cả nước tham gia.